ngoài 3 tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị 16 là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam từ 0 giờ 19 tháng 7 2021. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần rong chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại?